Chào tất cả mọi người, mình là Khải. Đến với buổi video giới thiệu dòng sản phẩm mới hôm nay thì bên Tân Cảng sẽ xin giới thiệu đến các bạn những dòng sản phẩm cưa cầm tay mà hiện tại đang có tại cửa hàng. Thì trước mắt các bạn nó sẽ bao gồm là 12 mã sản phẩm của hai hãng chuyên dòng cưa cầm tay, đó là hãng Tajima và một dòng sản phẩm của hãng Razer. Thì tất cả những dòng sản phẩm này là đều sản xuất tại Nhật Bản. Các dòng sản phẩm này thì chuyên dùng để sử dụng để cưa cắt ngang, cắt chốt cũng như là mình có thể xả dọc. Thì video thì bên chút xíu thì anh Bả sẽ giới thiệu từng cái công dụng cũng như là những cái thiết kế lưỡi cưa nó sẽ ứng dụng như thế nào vào trong cái công việc của mình. Thì những dòng sản phẩm hiện tại bên mình đang bán thì bên mình sẽ bán bao gồm cả phần lưỡi cưa và cán cưa. Ngoài ra thì trong thời gian sắp tới thì bên mình sẽ đăng một số cái dòng lưỡi sơ cua để nhiều anh em sử dụng thời gian thì anh em có thể đặt mua cho phù hợp. Anh em lưu ý là hiện tại thì bên mình chỉ bán thêm là cái lưỡi sơ cua, còn cái cán cầm này thì bên mình sẽ không có bán, vì thường anh em sẽ mua nguyên cả bộ này và cũng như là hãng sẽ bán cái phần thay thế là phần lưỡi cưa thôi, chứ còn cán cầm thì gần như là hãng sẽ không có bán lẻ đó. Về mức giá của từng sản phẩm thì đây lý do là bên hãng vừa mới gửi những cái dòng sản phẩm này về bên mình, thế nên thành ra là mức giá thì bên mình sẽ đăng sẽ chi tiết và cụ thể cũng như là các thông số ở trên cái website bên mình về cái chủng loại, đơn giá cho từng sản phẩm. Thì trong video này thì bên mình sẽ không có nói về phần giá cả, thì những cái dòng sản phẩm này nó sẽ có mức giá rơi tầm khoảng từ 500 ngàn cho tới 1,1 triệu tùy vào từng mã. Đây đó, là đây là 12 cái mã sản phẩm thì các bạn có thể thấy rồi. Những cái dòng này thì anh em sẽ gặp nhiều đối với những xưởng truyền thống. Ngoài ra thì những anh em mà làm về theo hướng hiện đại thì thường vẫn sử dụng một số ứng dụng trong cái công việc cụ thể. Thì ngay bây giờ thì bên mình sẽ giới thiệu chi tiết cũng như là mở ra cũng như sẽ có cái test thử cho anh em cùng xem những cái dòng sản phẩm này. Rồi, chúng ta cùng theo dõi ha. Xin chào các bạn. Đến với phần chi tiết thì mình sẽ nhóm lại một số cái dòng lưỡi cưa phục vụ cho từng cái đối tượng công việc khác nhau. Thường thì các bạn sẽ bắt gặp là những cái dòng có ba cái loại cưa chính. Thì cái cưa đầu tiên là cái cưa có hai mặt lưỡi, là cưa có hai mặt lưỡi. Thì đối với cái dòng cưa có hai mặt lưỡi thì sẽ có là một cái mặt răng mịn và một cái mặt răng thô. Đây là một cái mặt cạnh răng thô và một cạnh răng mịn. Cái loại cưa thứ hai chính là cái loại cưa có sóng cưa. Thì đây chính là cái loại cưa có sóng cưa. Cưa có sóng cưa này là thường là cái mục đích sử dụng là những cái công việc đòi hỏi độ chính xác cao. Thì cái sóng cưa này nó sẽ giúp cho cái việc là chúng ta có thể ổn định được cái đường cắt. Đây chính là cái sóng cưa. Sóng cưa đi dọc suốt theo cái bề dài của cái lưỡi cưa. Nhóm cưa thứ ba là nhóm cưa không có phần sóng đi dọc suốt, chỉ có một phần để giữ lưỡi cưa. Thì đối với những cái dòng lưỡi cưa mà không có dòng sóng dọc suốt này á, thì cái việc chúng ta có thể là dễ dàng điều chỉnh cái đường cắt, cũng như là đặc biệt ở cái dòng lưỡi cưa này thì các bạn thấy có thể thấy là ở đây có một cái phần cong, thì nó sẽ khác với một số cái dòng lưỡi cưa là đi thẳng lên đây và ngưng ở đây. Thì cái phần này giúp chúng ta có một số cái công tác cắt ở những cái khoảng là giống như chúng ta mổ một cái lỗ ở giữa tấm ván, thì chúng ta sẽ sử dụng phần này. Cuối cùng là cưa cắt chốt. Dòng cưa cắt chốt này cũng được thiết kế là hai cạnh lưỡi và đều có hai cái độ mà mịn và thưa răng khác nhau. Thì tùy vào cái chốt của chúng ta sử dụng, thì nếu như mà chốt mềm thì các bạn sẽ sử dụng những cái dòng cái cạnh của răng mịn để có cái đường cắt nó đẹp hơn. Phần răng thô này thì giúp chúng ta cắt những cái chốt cứng một cách nhanh chóng. Thì đi đến với cái phần mà trải nghiệm trực tiếp lên cái dòng cưa này, mình sẽ cắt gỗ để các bạn cùng theo dõi là những cái ưu điểm, nhược điểm, những cái giống và khác nhau của từng cái dòng cưa để các bạn có thể dễ dàng sử dụng. Đầu tiên thì mình sẽ đến với cái cưa mà có hai cạnh cưa.
Thì mình cũng sẽ giải thích cho các bạn cái lý do vì sao là sẽ có hai cái kiểu răng cưa như thế này. Thì thường chúng ta sẽ gặp hai kiểu răng cưa là răng thưa và răng mịn. Thì cái mà thông số hay là cái thuật ngữ mà các bạn thường bắt gặp được là từ TBI, có nghĩa là cái mật độ răng trên một inch. Thì đối với cái số răng mà cùng một độ dài, số răng càng ít, răng càng lớn, mạch thoát càng lớn thì sẽ cho cái đường cắt khỏe hơn, tốc độ cắt nhanh hơn. Thì đổ lại thì nó sẽ là cái độ mịn màng nó sẽ không bằng với răng nhỏ. Vì vậy, với những cái thao tác mà cắt ngang, như các bạn biết, nếu mà cắt ngang gỗ thì cái lực cắt của chúng ta sẽ không quá lớn, cái độ nặng hay là độ khó của cái đường cắt ngang nó sẽ không quá lớn. Thì khi đó chúng ta sẽ ưu tiên dùng những cái đường răng mịn để đảm bảo được cái mạch cắt nó đẹp, nó không bị tưa cái đầu gỗ. Và đối với công tác mà chúng ta khi mà sẽ dọc á, thì sẽ sử dụng những cái loại lưỡi cưa có bước răng lớn, cái răng cũng lớn để cho có cái khả năng là thoát phôi cao, giúp chúng ta tăng được cái tốc độ đường cắt. Thì bây giờ mình sẽ cắt ngang với cái lưỡi cưa hai cạnh. Thì cái lưỡi cưa này nó sẽ không có sóng. Và đối với đường cắt dọc á, thì mình sẽ sử dụng cái răng thưa. Thì trước tiên mình cũng sẽ thử bởi cái răng mịn. Thì các bạn xem thử được cái là cái khả năng cắt. Thì đầu tiên với việc là cái độ sắc bén của lưỡi rất là cao và lưỡi là lưỡi mới thì ban đầu nó cho khả năng cắt cũng tương đối tốt. Nhưng mà xét về tốc độ thì chúng ta có thể là đối chiếu xem với cái khả năng tốc độ của cái dòng lưỡi, cái cạnh lưỡi mà có răng thưa. Như các bạn các thấy thì cái tốc độ khi mà răng thưa đi rất là nhanh, rất là khỏe. Đổ lại thì cái mạch cắt nó sẽ không mịn, nó không được mịn bằng cái cạnh răng mịn. Và cái độ sắc á, thì khi mà chúng ta cắt cái phần mà cái răng thưa thì đòi hỏi là cái lực cắt của chúng ta sẽ đều tay để tránh cái tình trạng là sắp gỗ nó sẽ giặt. Tiếp theo là một cái dòng để chúng ta sẽ mộng, cắt mộng hoặc là cắt những cái đường cắt chính xác. Thì với cái ưu điểm là đã có được một cái sóng để định hướng cái lưỡi cưa. Thì các bạn thấy thì khi có cái sóng này thì cái lưỡi cưa, cái khả năng mà ổn định của lưỡi cưa rất là cao so với những cái dòng lưỡi như thế này. Thì giúp cho cái việc là khi chúng ta cắt, cái đường cắt chúng ta sẽ rất là thẳng. Và có thể một số các bạn đã biết và thì mình xin dành cái lời chia sẻ này cho các bạn chưa biết, chính là cái cách mà chúng ta dùng lực của cưa Nhật. Thì nếu như mà ai đã từng sử dụng những cái dòng cưa của Việt Nam hoặc là những dòng cưa của những nước lân cận á, không phải Nhật, thì biết rằng là cái cưa, những dòng cưa đó mà các bạn thường biết á, thì cái khi mà cái lực cắt là nó sẽ dành ở cái phần đáy tới. Nhưng mà đối với người Nhật á, thì gần như người ta cái có được một cái sự là an toàn dành cho cái phía đối diện, thể hiện sự tôn trọng. Giống như là khi mà mình đang cắt trước mặt là các bạn thì cái phần mà cắt của cưa, lưỡi cưa Nhật á, nó sẽ là kéo về. Thì nhiều bạn là khi mà chúng ta không quen được cái cách cắt này thì khi chúng ta dồn lực về phía trước thì nó sẽ không cho cái đường cắt mạnh, mà phía trước này là để chúng ta lấy dấu, còn cái phần lực cắt sẽ là lực cắt lui. Tại khi mình lấy dấu thì mình sẽ đẩy về phía trước để lấy dấu và sau đó là mình sẽ sử dụng là lực kéo lui về để cắt. Đó, như các bạn thấy thì với cái dòng lưỡi cưa này nó cho ra cái đường cắt rất là thẳng, rất là đẹp. Thì cũng với là một cái dòng lưỡi mịn thì
cái dòng lưỡi này nó cho cái thể hiện sự đa năng lớn hơn. Thì dòng lưỡi này các bạn vừa có thể cắt được gỗ khô, cắt gỗ ướt, và cái phần mũi này giúp chúng ta có thể là cắt ở giữa. Trong một số trường hợp mà chúng ta cần cái việc là mổ ở giữa thì chúng ta sẽ sử dụng cái dòng lưỡi cưa có cái phần này. Và lưu ý với các bạn á, thì đối với những cái dòng cưa này, dòng lưỡi này, thì cái khả năng mà chúng ta khắc phục mài mới thì gần như rất là khó khăn, bởi cái độ tinh xảo trong sản xuất cũng như là cái độ chi tiết của những cái răng nó sẽ rất là bé. Thì để mà bảo quản tốt thì thường á, đối với mình, xưởng mình khi đang sử dụng á, thì sau một thời gian mình làm việc, sau cái buổi làm việc thì thường mình sẽ sử dụng dầu mà chúng ta hay chai dầu máy á, để bôi vào và dùng khăn mềm vuốt nhẹ theo hướng xuôi về cán để làm sạch cái mặt gỗ. Thì thông thường á, một số anh em dùng lưỡi á, sau một thời gian á, thì khi mà kiểm tra bằng tay thì vẫn cảm giác được cái độ sắc bén của lưỡi rất là tốt, nhưng mà khi chúng ta cắt thì cái độ sắc bén nó là không còn được như ban đầu. Lý do là bởi vì một số cái mặt vụn kèm với là cái gỗ, mà nếu mà chúng ta cắt những loại gỗ mà có dầu á, thì nó sẽ bám vào cái kẽ, khiến cho cái việc mà thoát phôi á, nó sẽ giảm đi đáng kể. Là nó sẽ làm chính là cái tác nhân lý do vì sao mà khiến cho cái lưỡi chúng ta cảm giác là bén nhưng mà cắt thì nó lại không hiệu quả. Thứ tư là dòng lưỡi cắt chốt. Thì dòng lưỡi cắt chốt này được thiết kế là rất là mảnh và có cái độ dẻo cao, giúp chúng ta dễ dàng có thể là ép sát vào mặt bàn. Và bởi cũng thiết kế rất là hay. Với cái dòng lưỡi bình thường như thế này thì khi mà các bạn ép ngang và kéo thì nó sẽ tạo ra độ xước cho mặt bàn. Nhưng mà với những cái dòng lưỡi mà chuyên dụng thì mặc dù là khả năng theo nguyên tắc thì tất cả các lưỡi cưa nó đều phải mở mạch. Mở mạch có nghĩa là cái độ rộng ngay chỗ cái lưỡi này nó sẽ luôn luôn lớn hơn là độ dày của cái tấm thép thân cưa. Tuy nhiên với cái thiết kế rất là hay của cái dòng lưỡi cắt chốt thì khi chúng ta ép sát vào và cắt thì nó sẽ không gây ra cái dấu xước trên bề mặt gỗ. Sau cái phần cắt thử này thì mình cũng nói luôn về cái khả năng mà thay thế lưỡi cũng như là cái cách thay lưỡi cũng như là một cái nốt nhỏ nhỏ thì các bạn có thể là trong quá trình sử dụng chúng ta hiệu quả hơn trong cái việc sử dụng những dòng cưa cầm tay. Và sau một thời gian sử dụng á, nếu như mà lưỡi của anh em có dấu hiệu đã đùi rồi, đã cùng rồi, cho cái khả năng làm việc không được tốt, thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng thay lưỡi mới. Thì đối với dòng cưa Tajima này thì cái cách thay lưỡi á, là sẽ là như thế này. Chúng ta sẽ ép như thế này để bẻ cái lưỡi ra đây, và dễ dàng thay thế một cái lưỡi mới tốt hơn. Đối với dòng lưỡi cưa của Razer thì chúng ta sẽ có một con khóa ở đây và rút ra thay lưỡi. Trước mặt các bạn thì các bạn có thể thấy là ba cái cưa này có hình dáng về cán tương đối giống nhau. Tuy nhiên tùy theo cái thiết kế cụ thể, nhu cầu cụ thể của từng cái dòng lưỡi cưa thì cái cán này, cái phần kẹp lưỡi, độ dày của lưỡi nó sẽ có những cái độ khác nhau tùy theo ứng theo cái dòng lưỡi. Vì vậy thì để mà các anh em có thể là chính xác được cái công việc của mình thì từng cái cán cưa nó sẽ đi với một cái lưỡi cưa cụ thể. Cuối video thì mình xin tổng hợp làm ba cái yếu tố để các bạn có thể lựa chọn cái loại cưa cho phù hợp. Đầu tiên chính là mật độ răng cưa và độ lớn răng cưa. Thứ hai là hình dáng răng cưa. Thứ ba là cưa có sóng lưng hay không có sóng lưng. Thì hy vọng là qua cái chia sẻ vừa rồi của bên mình thì có thể giúp cho các bạn có thể tìm được các loại cưa cũng như là hiểu thêm về các cái loại cưa, lưỡi cưa cầm tay, giúp ích cho công việc của mình để cái việc làm mộc nó được diễn ra một cách an toàn, hiệu quả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.